Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Dòm Nha. Dòm đang chở em Hằng Cute đi bát phố trên con xe chở lợn. Dòm nghe tiếng súng trên khu có Sambi, Dòm ghé vào nhà nghỉ, ý lộn, ghé vào nhà lút thêm ít đồ. Phải chuẩn bị súng ống đàng hoàng chứ chở gái đi mà để nát thì quê lắm ạ. Để Dòm mở hòm đồ này cho, Hằng lút đi. Hằng đủ đồ rồi hả? Vậy để Dòm lút, hơi nghèo mọi người ạ. Lại có tiếng súng hướng khu Sambi nữa kìa mọi người. À, mọi người nhớ mua tai nghe gaming và quạt tản nhiệt sò lạnh ủng hộ Dòm với nhé. Giỏ hàng, Dòm để phía dưới, góc trái màn hình đấy ạ. Dòm lên lầu, nghe ngóng, rình rập, xem có thấy thanh niên nào chạy trống không. Có tiếng súng, mà vẫn chưa thấy ai mọi người ạ. Úi, Hằng Cute bỏ mình đi rồi, đi lẹ hồi nắc sao Dòm cứu được chứ. Dòm đẩy dần lên những tảng đá trước mặt. Sự kiện lần này khó quan sát thật sự, Sambi với người cứ nà nà giống nhau. Dòm thấy rồi nha, Hằng Cute sấy luôn rồi. Dòm đắc một. Thôi xong, Hằng Cute cố gạt hộ cho Dòm mà bị nắc luôn rồi. Hằng còn tí máu, mà ở xa nữa, làm sao Dòm cứu kịp đây? Buồn thật sự, không bảo vệ được gái rồi. Dòm thấy rồi nha, có hai thanh niên móc trái. Thôi, để Dòm cờ lia tim này trả thù cho Hằng Cute nha. Dòm móc lên trên trận đầu địch. Dòm đắc hai. Dòm đắc ba. Thanh niên Dòm đắc đầu tiên hiện kim rồi. Nếu tim này đủ bốn thì chỉ còn mỗi một. Vẫn chưa thấy thanh niên cuối ở đâu. Dòm đẩy dần xuống kẹo địch cứu lại khó. Dòm gạt 2. Dòm gạt 3. Dòm nghĩ, thanh niên cuối chắc ở đâu đó gần thanh niên đầu Dòm nắc mà cứu bạn không được. Có si mốc kia mọi người, vậy chắc chắn phải còn một. Chẳng nhẽ, thanh niên cuối quăng si mốc để lút đồ đồng đội. Sambi chạy trái mà Dòm cứ tưởng người cào thật sự. Trời mã, tha cho tôi, đang căng thẳng, mùi rình còn đến cắn. Dòm thấy rồi nha. Ủa, hình như bắt thì phải, chạy lù lù thế kia mà. Vậy, thanh niên cuối chạy đâu rồi, nguy hiểm thế nhỉ? Úi mẹ ơi, thanh niên cuối chạy lên tận đây, hên Dòm phản xạ kịp. Mọi người còn đợi gì mà không nhấn cho Dòm một like nữa ạ? Mặc dù không cứu được Hằng Cute nhưng cũng cờ lê được nguyên team địch trả thù cho Hằng rồi ạ. Úi, Hằng Cute chưa ớt, còn đang xem Dòm bắn kìa mọi người. Thôi, Dòm đã thêm ít đồ, rồi vô bo bắn thể hiện cho Hằng Cute xem đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video.